Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cây mai chiếu thủy ha. Thì đây là cây dòng mai chiếu thủy chung sim ha, nó là lá chung. Đây là cái cây giống mình cũng mới nuôi cách đây mấy tháng rồi các bạn. Thì trước đây mình mua cái nhánh chiếc á, cái bầu củ tỏi á các bạn, thì giờ mình đã chải đế một lần ha. Thì bữa nay mình sẽ lấy ra mình thay cho nó cái chậu lớn hơn các bạn. Thay cái chậu lớn hơn mình nuôi cho nó mau lớn ha. Lúc trước thì mình chải lần đầu để chủ yếu là cho cái rễ nó có theo thứ tự các bạn. Thì bữa nay mình sẽ xả ra rồi mình coi cái rễ nó như thế nào ha. Rồi mình sẽ sắp cái rễ lại, sau đó mình mới thay cái chậu cho nó. Mình chải sơ sơ qua xem coi nó có đều không ha các bạn. Chảy ra cái bộ đế khá là đều các bạn, nhưng mà vẫn còn thiếu một cọng ở đây ha. Đây giờ mình phải làm sao cho nó ra chỗ này. Thank you.
Bữa nay mình tỉa lại bớt mấy cái cọng rễ các bạn. Ví dụ như một cọng nè, nó ra nhiều quá nè ha, mình tỉa lại bớt đi. Mấy cọng ở trên bỏ bớt. Bây giờ ở chỗ này là các bạn, nó bị thiếu hơn hai cọng rễ đây ha. Giờ mình rạch qua đi, mình làm thử nha. Mình bóc cái vỏ giống như là mình chiết cành đó các bạn. Lấy thuốc kích rễ mình chét vô thử coi. Lát mình lắp lại thời gian xem coi nó có ra không ha các bạn. Rồi nếu mà nó không ra thì sau này có thể mình chẻ mấy cái cọng hai bên nè. Mình chẻ mình kéo nó qua ha.
đây mấy cọng rễ mà nó mọc không theo ấy mình ghim lại. Rồi, nếu anh đây thì nó ok ha, chỉ có cái khu vực này thôi các bạn, mình cần xử lý một chút thôi ha. Sau này khi mà rễ nó lớn hơn nữa các bạn có thể mình lại lọc rễ thêm ha, lấy nó cỡ chừng mười mấy cọng là vừa ha các bạn. Rồi mình làm nhanh thêm một cây nữa các bạn, cái này mình chải một lần rồi cho nên giờ mình làm cũng nhanh thôi ha. Mấy cái cọng này nè, mấy cái cọng này nó chui xuống đất trước á các bạn, cho nên nó mập á, nó bự hơn thì giờ mình cũng bấm mình giảm lại cho nó đi, chờ cái mấy cái cọng kia nó lớn theo, thấy vậy chứ vài bữa nó cũng lớn nhanh hơn mấy cái cọng nhỏ hơn. Mấy cọng lớn thôi, 3-4 cọng thôi. Ngày xưa lúc mà mới chải lần đầu á, mấy cái cọng này nó nhỏ lắm các bạn, cho nên thì mình cũng lúc đó mình cũng không có xếp được á, thì bữa nay mình coi nó lớn rồi nè, cọng nào nó phát được thì mình xếp lại ha, kéo cho nó đều lại, chỉnh qua một chút.
Có cái chòi ở đây thấp quá bỏ ha. Rồi. Quá ok luôn các bạn. Cây này đều dăng luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ trồng lại ha các bạn. Rồi giờ mình trồng lại ha các bạn. Rồi, chắc trồng gồm có mụn dừa với lại cho cháu với lại đất mặt ruộng ha các bạn. Tỷ lệ thì đều nhau ha. Đây mình sử dụng cái chậu lớn mà nó sâu để mình nuôi cho cây nó mau lớn ha các bạn. Với lại mình sử dụng cái chậu của mình chưa có xuống cái bồn á, để cho mình di chuyển, nếu cần mình di chuyển cái này di chuyển cái kia cho nó tiện ha. Rồi mình mang ra tưới nước nữa rồi xong rồi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.